Xin chào em chung của kênh uh, Tin tức 24 giờ. Thật ra anh em mình nói chuyện với nhau cũng vài lần mà hôm nay uh, anh mới có dịp uh, rảnh anh làm một cái uh, clip này uh, thứ nhất trước tiên uh, là gửi đến em uh, chúc cho em và gia đình được nhiều sức khỏe và uh, những uh, người dân bên Việt Nam của chúng ta là cũng đang có cái dịch COVID-19 đang cũng xảy ra nhiều tỉnh thành. Cho nên là chúc cho bà con cũng nên bảo vệ sức khỏe và bảo vệ cái sức khỏe của mỗi con người và mỗi gia đình. Và qua đây thì anh cũng xin nói về một cái cái khía cạnh mà đang đang xảy ra ở Việt Nam cũng rất là bức xúc và nhức nhói cho nhiều cái tầng lớp trong xã hội của chúng ta thì qua đây anh cũng mượn cái kênh của em để gửi lời tới anh Dũng và chị Hằng của công ty Đại Nam thứ nhất là chúc cho anh chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và gia đình luôn hạnh phúc à, thì qua đây mình cũng xin được nói vài đôi lời về cái vấn đề mà ở trong nước thật ra kiều bào của hải ngoại bên đây họ cũng rất là quan tâm tới cái vấn đề đó thì thật ra là cái sự việc này nó rất là nghiêm trọng chứ không phải là đơn giản mà chúng ta chỉ nghĩ là À, những cái chuyện đấu tố nhau mà cái này nó ảnh hưởng rất là nhiều trong cái um, trong cái xã hội của chúng ta là xuất hiện một cái người mà không phải là một cái người lương y và không biết chữa bệnh mà kéo dài cho tới 14 năm thì thật sự mà nói là quá ư là là, là, là quá cái sức tưởng tượng của chúng ta và cái đi khắp mọi nơi trên thế giới mà đi chữa bệnh mà không có tài cán mà tại làm sao mà vượt qua những cái năm tháng đó và đi đến đến những cái đất nước mà thật sự mà nói rằng nhiều khi có tiền cũng chưa chắc đi được ví dụ như là mỹ úc hoặc là canada rồi bên cạnh đó thì à, hiện nay lại là có những cái vấn đề à, rất là nực cười đó là lùm xùm giữa à, à, chị phương hằng và một số À, anh em nghệ sĩ Nhưng mà thật ra mình gọi là nghệ sĩ đây á, Là giống như là gọi cái số chung thôi Chứ còn thật ra là trong những cái số đó Thì thật sự mình nghĩ chắc cũng không ai xứng đáng Thật sự mà nói là như vậy Đó cho nên là thấy gì đâu Mà nghệ sĩ gì đâu mà Đi kẻ lộn tay đôi Thì là thấy là hơi bị nực cười Rồi đăng những cái status Rồi trong gửi xuống Rồi nói xiên nói sỏ Nói mớp nói méo Nói thì nói thẳng ra đi Có ai đâu mà mà, 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 mà sợ sự việc người ta cũng nói thẳng ra đó chị hằng chị cũng đứng chị cũng livestream chị cũng, cũng 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 đường đường chính chính đó thì mình muốn phản biện hay là mình muốn cái gì đó thì mình lên tiếng nhưng mà theo mọi người cũng đều nhìn thấy thật ra trong cái sự việc này á không phải đơn giản là là mình nghĩ đó là một cái vấn đề là ở có nhiều người nghĩ một cách vô tâm là à, à, đâu có lừa gạt tôi hay là đâu nhà tôi không ai bệnh hoạn gì thì đâu có cần phải lên tiếng hay là gì đấy nhưng mà không phải là như vậy nếu mà một người có một cái 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 cái, cái lòng um, có một cái đạo đức có một cái lương tâm thì mình nhìn mình nhìn cái vấn đề thế này người những người nghèo trong xã hội của chúng ta thì rất là nhiều và những người nghèo là tầng lớp của cái tận cùng của đáy xã hội và những người nghèo mà đôi khi người ta còn bị bệnh tật nữa thì thì mọi người cứ nghĩ đi là nó tận cùng của sự đau đớn cho nên ví dụ như mình nghe những cái câu chuyện tuy rằng không phải là bà con dòng họ mình hay là cái gì nhưng mà mình cũng thấy một cái sự đau xót và một cái, một cái một cái một cái sự mà mình nhức nhói thì thì qua đây mình mới thấy được là có một người phụ nữ như chị Hằng là rất là can đảm và và rất là phải thật sự là rất là là là, là mình dùng cái từ là rất là là, là, là là coi như giống như là một người hùng vậy đó gì á người ta là là một người phụ nữ mà dám đối đầu và dám đứng ra thật sự á thứ nhất là à, nếu mà nói về đem cái cái, cái 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 tiền bạc mà bị mất hay là gì đó để người ta lên tiếng thì cũng chưa chắc là 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 cái đó là cái sự việc nhưng mà bên cạnh đây thì có nhiều cái vấn đề hơn đó là nó sẽ ảnh hưởng nó ảnh hưởng tới rất là nhiều cái những cái 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 cái, cái tầng lớp nghèo và những người bệnh tật thật ra là à, mất đi cái cơ hội chữa chạy chữa cho người ta và và người ta lại tin vào cái, cái 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 sự mong chờ đó cho nên là thật sự mà nói nó là một cái một cái tệ nạn còn rồi trở lại cái vấn đề mà của những nói về những cái người nghệ sĩ thật ra sự việc bây giờ đang đây là sự việc của chị Hằng và ông Võ Hoàng Yên là hai cái nhân vật chính và một người á là một người là lừa gạt và một người là nạn nhân cho nên là những cái người nghệ sĩ á, mà chị hằng chỉ kêu tên ra đó thì thật sự đó chỉ đó là một cái một cái mấu chốt nữa thôi cho nên là những người mà nghệ tự cho mình là nghệ sĩ nha rồi nhảy sồn sồn lên á rồi á, mỗi người thả một câu mỗi người đâm chọn một câu á thì theo ý theo cái suy nghĩ của mình á thì ví dụ như chị hằng chỉ nói là hoài linh lên đồng, lên cốt gì đó. Nếu mà nói liên quan tới ông Võ Hoàng Yên á. Thì thật ra cái chuyện đó là cái chuyện mình dẹp qua một bên nữa đi. Còn cái chuyện này là đang nói về cái chuyện mà một là cái người nghệ sĩ ưu tú. Mà lên đồng bắt ma gì đó. Kêu tính chính tên của chị Hằng ra thì chị, chị Hằng chị mới lôi ra là cũng đúng. Còn những người nghệ sĩ sau. Nếu mà nói chuyện sao nói ờ. Hoài Linh có làm cái chuyện đó hay không? Mà người ta kêu tên ra. Sao không ai đi điều tra? sao không ai đi đi, đi, đi đi nghe ngóng tin tức thử coi mà có dám nghe không nói thẳng ra một câu vậy luôn đó dám nghe không vì biết quá rõ rồi mà nghe cái gì nữa băng mấy cái video clip được tràn gian trên mạng đó chói gì đâu nữa mà 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 đi hỏi mà điều tra còn ví dụ như á mà có lên tiếng là ít ra là cũng một cái một cái lên tiếng một cái lịch sự một cái góp ý đưa một cái con hả vô văn hóa cái con trang khèn đó lên nó nhảy sùng sồn lên chưa biết sự việc ra sao mà mình cũng đâu có phải là kêu cái tên mình đâu mà mình lên tiếng giống như là đại diện cho giới nghệ sĩ vậy đó trời ơi thật sự thật là xấu hổ luôn á nếu mà đưa một cái người đại diện ra lên cái tiếng nói đó thì cũng biết hả cái giới nghệ sĩ đội mấy chục cái quần nữa. thật sự mình thì mình không có bức xúc về cái vấn đề gì hết hoặc là mình 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 không có 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 phải là mình đi nói xấu về cái 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 những cái cái về cái giới giải trí thật ra thì ở môi trường nào hoặc là cái tầng lớp nào hay là một cái cái ở đâu thì cũng có người tốt người xấu và trong cái môi trường nào cũng vậy đó. Dù là cao sang hay là gì thì cũng sẽ có cái mặt xấu. Cho nên là không phải là đừng có nghĩ rằng là 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 là, là nghệ sĩ là một cái gì ghê gớm hay là cái gì đó, không có đâu. Thật sự á, nếu mà biết 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 lắng nghe biết phê bình biết góp ý thì mới được tiến thân còn ví dụ như cứ nghe người ta nói nghe người ta phê bình nghe người ta chê là sấm nha hồ thật sự chỉ nói thẳng ra chẳng lẽ giờ mình là người Việt Nam mình đi lại nói xấu người Việt Nam mà nhất là những cái người mà làm trong cái ngành nghệ thuật thật sự có những có những cái chuyện mà nhiều khi người ta rất là nhiều người biết nhưng mà chẳng qua là vì sao giống như là người ta giống như là cũng không có hay ho gì để mà người ta khui ra hết á chứ đừng có nghĩ rằng là người ta không có biết chỉ có giống giới trong trong những cái cái người ở trong giới mới biết không có đâu nhớ giống giới cũng 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 có người này người kia cho nên là đừng có nghĩ rằng á cứ xúm vô rồi mỗi người chọc nếu mà không có lên tiếng không có này nọ thì người ta đâu có livestream mà người ta nên nói mà 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 quên hết rồi bây giờ nói ra bây giờ mở lên mạng hay là nghe đâu cũng nghe cái từ nghệ sĩ cũng thấy ấy thì mình phải nhìn lại mình mình phải nhìn lại mình cũng cũng đến lúc cũng phải biết nên nhìn lại chứ đừng có nghĩ rằng hả là cái gì mà nghệ sĩ hay là cái gì to tác hoặc là giống như là hả một cái gì nó mà cái ngành nghề gì nó cao sang không có đâu nói thẳng ra luôn á ngành nghề gì á thì người ta cũng hoạch định ra một cái 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 tên này nọ rõ ràng còn nếu mà nói về hả ca sĩ nghệ sĩ diễn viên này nọ thì thật sự người ta cũng xưng hô thằng với con thôi à. chứ không có kêu bằng ông bà hay là chú bác gì hết đó nói thẳng là như vậy những người lớn tuổi thì mình không có nói nha còn những người mà nói làm nghề tất nhiên làm nghề là còn cái 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 cái, cái sức cống hiến và tuổi trẻ thật sự là thật sự là như vậy chứ không có không có cái kiểu mà chú bộ đội hay là à, 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 bác sĩ hay là à, anh kỹ sư hay là gì đâu không có đâu cho nên là nếu mà đã chọn cái ngành nghề đó rồi thì tất nhiên á là nó sẽ đi với thị phi là người của công chúng thì tất nhiên là đã nói là người của công chúng thì tất nhiên là cái phán xét cái hành động của mình hay là cái gì lời nói của mình á là mình rất là dễ bị thị phi và dễ bị phán xét mà có gì đâu mà ví dụ như người ta nói một cái đám nghệ sĩ. Đám nghệ sĩ thì là 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 là, là những ai? Người ta đã nêu tên ra rồi. Mà mắc cái gì mà mình không có tên mà mình 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 cũng nhảy lên để được nổi tiếng hả? Việt Nam thì đương nhiên là nó thật ra hả? Cái chiêu này là từ xưa rồi rồi. Một người tuột quần tuột áo đi được xì đan để nổi tiếng thì 100 đứa tuột quần theo. Có đúng không? bây giờ ai mà hả không có tên có tuổi gì cứ nhảy vô nhảy vô đi bình luận nhảy vô ấy đi sẽ được tên nổi tiếng à nhưng mà thật sự không đừng đừng có ảo đừng có ảo đừng có ảo là người ta gọi tên là được nổi tiếng người ta gọi tên người ta chửi từ trên đầu người ta chửi xuống á. thì cũng nên á dù là cái tầng lớp nào dù đang dù đang có cuộc sống ra ra sao giàu có hay là này nọ mà làm những cái chuyện ngu sững thì người ta chửi vậy á, thì cũng là một cái bài học để suốt nhớ suốt đời chứ không có phải là hả cứ nghĩ rằng hả nghệ sĩ là là là, là không có không có ai à, nói tới hoặc là người ta sẽ không có biết gì hết trời đất ơi nói luôn nè những cái người nghệ sĩ bây giờ thật sự mà nói á đều có yếu tố nước ngoài rất là nhiều có cần mà kêu tên ra không một á là lấy chồng việt kiều hai đó là qua Mỹ sinh con lấy quốc tịch cho con lấy quốc tịch ba là cái gì gặp với mấy người đại gia bên đây bốn đưa con đi du học đây nè biết rất là nhiều nhưng mà thật ra mình nên cái nào cần nói mà bên cái nào cần giữ chứ nghĩ rằng hả lần hả là nghệ sĩ cái gì là nghệ sĩ cái gì đâu mà hát một bài cũng là nghệ sĩ đóng được một bộ phim cũng là nghệ sĩ sao dễ dữ vậy đâu có cần vậy đâu có cần mở ra cái trường uh, uh, sân khấu điện ảnh làm gì đào tạo đó, đầu ra đầu vô làm gì học bao nhiêu năm mà trên ghế nhà trường chưa biết đi ra có được vai diễn hay không còn mấy người hả uh, tự đâu uh, uh, ca sĩ cũng nhảy qua làm diễn viên rồi diễn viên thì hả uh, đi hát đi hò tùm lum tùm la hết đá đá chéo sân tá lả đó thì chẳng qua là vì cái cuộc sống thôi rồi chưa tính bây giờ hả là hả bán hàng online tràn lan đại ải không biết là cái cái nào chất lượng cái nào không chất lượng lên cưới làm vô tội vạ đó sao những cái người làm nghệ sĩ chân chính nó không góp ý mấy cái chuyện đó hoặc là hả người nhà đó đóng cửa dạy nhau đi thật là nực cười. Người ta, câu chuyện của người ta đang là cái cao trào, là cái vấn đề là người ta vạch trần cái tội ác. Vạch trần một cái một cái bộ mặt mà hả, 14 năm gieo biết bao nhiêu là cái khổ đau và bao nhiêu là thật sự mà nói chung là vừa, vừa sức khỏe vừa tiền bạc. Mà cho dù là nó thật á, người ta có lỡ lời hoặc là người ta có nói một cái gì đó thì nếu mình là một cái người nghệ sĩ thì coi như là mình từ bi hỷ xã đi Coi như á, mình không có đá động tới mình nhịn một lời nói cũng là mình tạo phước vào Tức là mình cũng góp cái công sức để cho những cái người nghèo những cái những cái tiếng nói của những cái 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 người mà người ta thấp cổ với họ người ta không lên tiếng đó là mới là cái người gọi là 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 là, là à, biết trước biết sau đó đừng có lên tiếng hoặc là lên tiếng mình cứ cho như là mình nghe bên đây nó qua bên kia đi thì cũng là xong. Chứ có đâu mà hôm nay người này nhảy lên cũng nói một câu, người kia cũng nhảy lên một câu để thể hiện chứ gì? Thể hiện ta đây là đạo diễn hả? Ta đây là diễn viên, ta đây là người nổi tiếng, nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đâu hả? Trời ơi! Khoát những cái danh hiệu đó lên trên người mà bản chất của mình á, nó không phải vậy á. Trước tiên là mình cảm thấy mình xấu hổ cái danh hiệu đó trước nè chứ không phải là mình tự hào. còn thật sự mà nói á. nghệ sĩ á mới biết diễn, còn người dân người ta không biết diễn. nghệ sĩ hôm nay đóng dây ác, ngày mai đóng dây thiện, hôm nay khóc mai cười, cái gì cũng làm được hết á. còn người 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 đời thường của người ta đó, có sao người ta nói vậy à? còn không có mà nói chơi nói, nói 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 có đó, thì cũng bị, cũng bị cũng bị cũng bị người này người kia loi ra chứ đâu có dễ dàng gì mà tự nhiên chuyện có nó không chuyện không nó có còn diễn viên ca sĩ người mẫu là có cái chuyện đó đó nha nhưng mà nhưng mà không phải là mình cứ nói là ai trong làm cái đó cũng là xấu cái đó là mình nói cũng mình cũng xin là nói thật như là như vậy nhưng mà tại vì giá thường thường ông bà người ta có hay có nói một cái câu là một cái con sâu làm rầu nồi canh cho nên là ví dụ như mình mà rơi vô những cái, cái 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 trường hợp đó hoặc mình nghe những cái cái điều đó thật sự mình cũng phải nên suy nghĩ vì vì sao mà người ta loay ra người ta nói mà vì sao bây giờ á mọi người á người ta thấy cái cái cái, cái 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 nghề mà trong cái giới showbiz đó là tự cho là cao quý mà bây giờ người ta coi thường coi thường là tại làm sao thì mình phải nhìn lại thật ra mà nói á, xã hội bây giờ nó cũng bảo hòa nhiều thứ lắm Thứ nhất là cái đợt dịch này nó xảy ra nữa thì cái suy nghĩ của mỗi người cũng có một cái suy nghĩ và có một cái thay đổi rất là nhiều. Chứ không phải là quay quẩn những cái dở hài, quay quẩn những cái bộ phim, những cái gì mà nó nhảm nhí. Thật ra bây giờ người ta có cái một cái một cái suy nghĩ và có một cái sự lắng động mà thấu đáo hơn, người ta có cái sự suy xét. Còn những cái những cái năm tháng trước thì có thể là nhiều khi người ta dễ dãi, nhiều khi người ta lại hời hợt. Đó là như đó là cái một sự thật cho nên là thật sự khi môi trường nó thay đổi thì con người ta cũng phải thay đổi tại sao mà cái sự việc của của chị Phương Hằng và cái ông cái 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 thằng lừa gạt gọi là lương y đó mà nó nó nổi tiếng đến nổi mà nếu mà không nói về báo giới nước ngoài mà nói về cái cộng đồng Việt Nam thật sự mà nói giờ trên khắp cái thế giới này ai cũng đều biết cái câu chuyện này hết và mà nhìn vô một cái cũng đều hiểu rằng ai là cái người nạn nhân và ai là một cái người gọi là gây ra cái tội ác nước thật sự mà nói ấy, những cái đứa trẻ thì thật sự á, nó chẳng có nó chẳng có cái sự phán xét và có cái suy nghĩ thấu đáo như cái người trưởng thành đâu cho nên là cái sự việc này theo mình nghĩ đó thì là những người từ 30 tuổi trở lên, ít nhất cũng là 25 tuổi trở lên là người ta chú ý tới câu chuyện này. Tại những em nhỏ đó thì nó còn phải học hành và chưa chắc là cha mẹ cho nghe những cái câu chuyện ở đây. Đó. Còn nếu mà đứa nào mà những cái em nhỏ nào hay là những thanh thiếu niên nào mà có cái 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 suy nghĩ đó thì nghe được cũng là một cái một cũng đó là một cái bài học trong cái cuộc sống. Đó. Còn đừng có nghĩ rằng là là à, mọi người không có quan tâm và mọi người không có để ý giữa cái chuyện mà à, nghệ sĩ là nhảy lên đấu tố hoặc là nói xa nói gần này nọ người dân người ta biết hết và cũng không cần phải giải thích hay là phải, phải, phải đính chính gì hết á ai đúng ai sai ai phải ai trái là đúng hết là người ta nhìn vô người ta biết hết chứ không có phải là 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 mình phải giải thích hay là thanh minh thanh nga gì hết trơn á tại sao nhiều tầng lớp trong xã hội ví dụ như à, hả tôi thật sự là cũng rất là bận rộn nhưng mà có đôi khi qua cái sự việc này thì mình lại biết và mình được nghe được những cái câu chuyện của những người anh hoặc là những cái người mà trong cái giới tầng lớp trí thức ví dụ như là cái kênh của anh quốc võ thì lại có anh mai và anh Truy mì đổ đó là những người à, kỹ sư à, business và những cái người là gọi là trí thức là thầy giáo người ta cũng lên tiếng thì chẳng qua là tại vì sao vì người ta cũng xót cộng đồng và người ta có cái lương tâm đó nhiều cái tầng lớp nhiều tầng lớp trong xã hội thật ra nhiều người cũng rất là muốn góp lên cái tiếng nói hoặc là nhiều người cũng người ta cũng muốn binh vực cái sự việc đi tại vì thấy người ta thấy người ta cũng cũng thấy là có án mạng xảy ra và cũng có những cái, cái 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 mảnh đời mà giống như là rất là 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 khổ cực. Mà, mà mà ví dụ như khi nếu mà thật sự mà nói á, nếu người mà có đầy đủ rồi á, á cơm no áo ấm rồi thật sự phải phải có cái có cái 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 cái, cái, cái lòng thương cái đồng bào của chúng ta. Coi như là mình góp tiếng nói thôi cũng là gọi là một cái một cái sự gọi là um, um, mình có cái cái, cái 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 góp cái 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 tinh thần rồi đó nếu nếu mình không có có của thì mình góp cái cái sức góp cái tinh thần để cho một cái động lực để cho cái người người ta có cái động lực để người ta à, đi tới cái sự việc này đến 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 cùng còn ví dụ như mình nói mọi chuyện nó đã vỡ lẽ ra hết rồi thì lúc đó lên tiếng á nó cũng muộn rồi và lên tiếng làm cái gì nữa lúc đó À tôi mà biết vậy tôi tôi biết hồi xưa vậy vậy chứ mà tôi không cũng là cũng không cần phải lên tiếng nữa. Vì sự việc nó đã 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 xong hết rồi. Còn cái sự việc mà nó đang trong cái quá trình này mình góp xin một cái sức mạnh này nọ hoặc là cái tiếng nói, hoặc là một cái lời động viên gì đó thì mới nó, nó mới có là cái hiệu quả. Còn để sự việc ấy nhiều người cứ nói là à, giờ cũng chưa biết ngã ngủ sao đợi sự việc nó này nọ đợi sự việc này nọ gì đợi sự việc này nọ anh ta vô tù là sự việc nó là cũng đã chìm luôn rồi nói gì nữa muốn nói là nói từ bây giờ muốn ủng hộ là ủng hộ từ bây giờ và um, thật sự là 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 qua cái 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 kênh của chung của bên tin tức uh, 24 giờ thì thật sự um, anh cũng có một cái nhã ý là uh, anh có một cái món quà muốn gửi về uh, uh, mượn cái kênh của em để gửi đến cho 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 cho, cho chị Hằng và uh, anh anh Dũng Đại Nam thì uh, thật ra đó đây là cái một cái món quà tinh thần thôi nhưng mà thật ra thì uh, khi mà anh hỏi cái người mà để mà gửi á thì người ta nói là cần cái số điện thoại và cái địa chỉ thì uh, địa chỉ thì anh search trên mạng thì anh thấy là uh, công ty đại nam gì đó ở uh, địa chỉ ở Bình Dương còn uh, số điện thoại thì anh thật sự không biết cho nên là anh không biết là người ta gửi có có tới hay không thì thật ra là giờ đây là chỉ là một cái cái thành ý của anh thôi chứ anh cũng không có cái gọi là là là, là, là cái gì nó to tát thì không biết là uh, qua cái, cái 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 kênh của em á thì có cái cách nào để mà cho anh liên lạc được để mà uh, uh, anh gửi cái, cái 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 món quà tinh thần đó giống như một cái sự khích lệ để cho uh, một cái lời động viên thật sự anh thì anh cũng có làm được cái gì to tát hết nhưng mà giống như mình lên một cái uh, cái tiếng nói một cái sự động viên để cho hả cái sự việc nó được uh, giống như là người ta hay nói là một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại là nên hòn núi cao thì thật sự đó là chỉ là như vậy thôi nếu mà ai cũng có một cái tiếng nói ai cũng có một cái hành động thì sự việc nó sẽ được nhân rộng ra và để cho những cái người giống như những cái người mà người nghèo người ta cũng có niềm tin rằng là trong xã hội này cũng rất là có nhiều người quan tâm tới người quan tâm tới người nghèo chứ không phải là người ta thờ ơ hoặc là nhiều khi người ta không có ở xa ở gần người ta không có lên tiếng thật sự anh thì thì đang là ở rất là xa đó cho nên là cũng không có không có về được không có ở ở Việt Nam để mà mình góp lên tiếng nói hoặc là mình 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 uh, có thể là là, là uh, làm những cái video clip gì đó như là mấy anh em YouTube uh, YouTuber đó cho nên là thật ra đó thì uh, qua cái, cái 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 kênh của em thì anh cũng có vài lời uh, chia sẻ thế thôi chứ còn thật ra là uh, mình cũng mong được rằng uh, mọi người là 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 là, là uh, giống như bớt một lời nói bớt một cái sự uh, uh, hỉ nộ ái ố trong cái cuộc sống của chúng ta thì uh, mọi chuyện nó cũng rất là im đẹp thôi còn sự việc hiện giờ uh, thì nó chỉ là một, một nạn nhân đi đấu tố một cái người mà lừa gạt đó sự việc nó chỉ là phải nên nhớ sự việc chính của nó là như vậy thôi thì trong cái 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 vấn đề đó nó có dây mơ rễ má thì điều đó là khó tránh khỏi cho nên ví dụ như ai mà bạ vô cái đường dây này hoặc là bạ vô cái 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 sự việc này thì đương nhiên là sẽ bị loi ra đó là điều dĩ nhiên cho nên là đừng có nghĩ rằng và cũng phải nên nhớ một điều là hả à, luật pháp thì không có 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 bỏ sót tội dù là anh là cái tầng lớp nào anh là cái 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 có công có sức gì hay còn biết nhưng mà đó là cái sự thật cho nên là đó cho nên là nếu mà có ai mà có dính vô hay là này nọ thì cái đó là cái điều hiển nhiên cái điều hiển nhiên là phải 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 bị vạ lây vô thôi đó còn đừng có nói là người này ủng hộ người kia người kia ủng hộ người nọ rồi đến chừng lúc đó hả cái sai này nó chồng chéo những cái sai khác. Đó là như vậy. Và một lần nữa anh cũng uh, xin uh, gửi lời uh, có vài lời uh, nói trên cái cái uh, hơn 25 phút nãy giờ thì uh, cũng mong rằng uh, uh, chúc mọi người uh, uh, một ngày mới có nhiều cái uh, niềm vui, nhiều cái năng lực trong cuộc sống. Và chúng ta đang có cái, cái những cái cơn dịch thì chúng ta nên phòng tránh và tự bảo vệ cho chúng ta. Hôm nay anh chỉ nói được vài đôi lời đó thôi. Mong em chuyển tới những cái lời anh nhắn nhủ dùm. Ok, bye em.